Thấy hôm nay MC Đại Nghĩa cũng rất nội tâm trong một cây đen luôn đúng không? Trong đó cũng lú ra hai cái hộp. Và dài rất hai nhiều cái hộp. Thôi kệ đi, còn đỡ hơn đây nguyên bày dựa người nè. Trời ơi. Không, không có để ý. Trời ơi. Bây giờ chính tôi mới để ý. Hoa quả sơn. Ừ, hoa quả sơn. Hoa quả sơn, chúa đồng đó, trấn thành đó. Còn bên đây san hô nè. Đón xem tập 6 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 21 tháng 7 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.